Chào mừng các bạn đến với kênh Triệu Hoàng Tú Official. Trước giờ khi ăn cá biển, bạn có từng nghĩ vì sao nước biển mặn nhưng thịt cá chúng ta ăn lại nhạt không? Trong video này sẽ phần nào giúp các bạn hiểu thêm về vấn đề này. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thank you.
Nước biển vừa mặn lại vừa đắng vì nó chứa hơn 90 nguyên tố hóa học như clo, natri, magie, iod, trong đó hàm lượng natri và clo là lớn nhất, khoảng 80%, làm cho nước biển mặn và có vị đắng. Nhưng tại sao cá biển mà chúng ta ăn thì lại nhạt? Chúng ta biết rằng nồng độ muối trong nước biển cao hơn gấp nhiều lần so với nồng độ muối trong cơ thể cá biển. Cá biển sinh sống trong nước biển giống như trứng gà ngâm trong nước muối. Dần dần chúng có bị chết vì thoát nước và tích lũy muối hay không? Rõ ràng chúng ta thấy các loại cá biển ung dung bơi lượn trong biển cả. Chẳng những không chết vì thoát nước mà muối trong cơ thể chúng cũng không hề tăng lên. Vì sao vậy? Mọi người đều biết bất kỳ cơ thể sinh vật nào muốn tồn tại cũng đều cần nước, và cơ thể cá cũng không thể loại trừ. Da cá hầu như không thấm nước. Nói chung, các loài cá đều nhận một phần nước từ con mồi, còn phần lớn nước chúng nhận được là từ môi trường bên ngoài mà chúng đang sinh sống. Do các loài cá có cơ cấu sinh lý tự điều tiết để giữ sự cân bằng nước trong cơ thể chúng, các loài cá xương cứng sống trong nước biển lại có năng lực thải nước rất mạnh. Cá biển thường xuyên phải hút nước biển để lấy oxy và nước. Tuy nhiên, cá biển không trực tiếp dùng nước biển mà lại dùng tế bào khử muối đặc biệt. Trong măng cá có tế bào khử muối đặc biệt để loại lượng muối dư ra khỏi cơ thể. Do đó, trong cơ thể cá luôn luôn giữ được một sự điều hòa của quá trình sinh hóa, trao đổi chất lẫn đồng hóa, dị hóa bình thường, và thịt cá mà chúng ta ăn lại nhạt là vì thế. Vấn đề mình chia sẻ trong video này đến đây là hết rồi. Nếu thấy video này hay và ý nghĩa, xin các bạn vui lòng nhấn thích, chia sẻ, đăng ký kênh, và nếu có ý kiến thắc mắc, mời các bạn để lại bình luận bên dưới video này. Thân ái chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.